Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 7, quyền 337, 5 năm phẩm học phương tiện thiện xảo. Lúc bấy giờ trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế vô cùng sâu xa, khó thấy, khó biết, chẳng thể suy tìm, vượt cảnh suy tìm, sở chứng của bậc trí thông tuệ sâu sắc, rốt giáo xa lìa tất cả sự phân biệt bạch thế tôn nếu các hữu tình đối với kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa này thường ưa lắng nghe thọ trì đọc tụng rốt giáo thông lợi như lý tư duy y giáo tu hành vì người khác nói cho đến quả vị giác ngộ cao tột nhưng chẳng lìa các tâm và tâm sở khác thì nên biết các hữu tình ấy chắc chắn chẳng thành tựu một chút thiện căn nào bấy giờ phật bảo trời đế thích đúng vậy đúng vậy đúng như ông đã nói này kiểu thi ca nếu các hữu tình đối với kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa này thường ưa lóng nghe thọ trì đọc tụng rốt giáo thông lợi như lý tư duy y giáo tu hành vì người khác nói cho đến quả vị giác ngộ cao tột mà chẳng xen lẫn các tâm và tâm sở khác thì nên biết các hữu tình ấy quyết định thành tựu thiện căn to lớn này kiều thi ca giả sử tất cả hữu tình trong châu thiện bộ này đều thành tựu vô lượng công đức của mười thiện nghiệp đạo và bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc năm thần thông vân vân có thiện nam tử thiện nữ nhân nào đó đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này thường ưa lắng nghe thọ trì đọc tụng rốt giáo thông suốt như lý tư duy y giáo tu hành vì người khác nói thì công đức đạt được của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đối với công đức đã thành tựu của các hữu tình trong châu thiện bộ đã nói ở trước trăm lần hơn ngàn lần hơn trăm ngàn lần hơn ức lần hơn trăm ức lần hơn ngàn ức lần hơn trăm ngàn ức lần hơn triệu lần hơn trăm triệu lần hơn ngàn triệu lần hơn trăm ngàn triệu lần hơn cũng lại hơn cả tính, hơn cả đếm, hơn cả kẻ, hơn cả dụ, cho đến hơn cả cực số. Bấy giờ trong pháp hội có một bí xô bảo với trời đế thích này kiều thi ca các thiện nam tử thiện nữ nhân nào đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này nhiếp tâm bất loạn thường ưa lắng nghe thọ trì đọc tụng vô cùng thông suốt như lý tư duy y giáo tu hành vì người khác nói cho đến quả vị giác ngộ cao tột mà chẳng xen lẫn tâm và tâm sở khác thì công đức đạt được hơn vô lượng công đức mà các loại hữu tình ở châu thiện bộ đã nói trước thành tựu tất cả mười thiện nghiệp đạo và bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, vân vân. Trời đế thích nói: thiện nam tử thiện nữ nhân ấy khi mới phát một niệm tương ưng trí nhất thiết trí thì công đức đạt được đã hơn vô lượng công đức mà các loại hữu tình trong châu thiện bộ đã nói trước thành tựu tất cả mười thiện nghiệp đạo và bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc năm thần thông vân vân nhiều hơn trăm ngàn lần vốn gì đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa này nhiếp tâm bất loạn thường ưa lắng nghe thọ trì đọc tụng vô cùng thông suốt như lý tư duy y giáo tu hành vì người khác nói cho đến quả vị giác ngộ cao tột chẳng xen lẫn các tâm và tâm sở khác thì công đức đạt được nếu có thể so sánh thì bí xô nên biết công đức trí tuệ của thiện nam tử thiện nữ nhân ấy chẳng phải chỉ hơn các loài hữu tình trong châu thiệm bộ thành tựu mười thiện nghiệp đạo vân vân mà còn hơn tất cả trời người A Tố Lạc vân vân trong thế gian. Vì sao vị thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, lợi lạc cho vô lượng hữu tình?